Và cái hệ thống treo thủy lực ABC này thì chúng ta có thể là nâng cao hạ thấp được gầm xe trong khoảng là 50mm. Thì các bạn sẽ thấy là ở đây sẽ có một cái nút bấm nè, đó, để chúng ta có thể là nâng cao hạ thấp cái xe bằng một cái nút bấm ở đây. Đó, thì hệ thống treo ABC này là khi mà chúng ta nâng cao có thể là lên đến là 50cm và sẽ cao hơn so với cái hệ thống treo khí nén là Amatic là chỉ với là 35mm thôi. Và đặc biệt cái hệ thống treo ABC này sẽ nâng cao và hạ thấp rất là nhanh các bạn. Đó, thì sẽ nhanh hơn rất là nhiều so với hệ thống treo bằng khí nén. Khi mà chúng ta ngồi trong xe thì chúng ta còn vẫn có thể là cảm nhận được cái chiếc xe của chúng ta là nâng lên hoặc hạ xuống rất là nhanh. Thì cái việc mà nâng cao hạ thấp này mà chúng ta cảm nhận được nhanh đó, đồng nghĩa với việc là cái hệ thống treo của chúng ta cũng sẽ phản ứng nhanh hơn với mặt đường. Có nghĩa là khi mà chúng ta đi đến những cái đoạn đường mấp mô hoặc là những cái đoạn đường mà ổ gà thì cái việc mà phản ứng của cái hệ thống treo này nó cũng sẽ kịp thời và rất là nhanh. Đó, đồng nghĩa với chiếc xe của chúng ta sẽ êm ái và tạo cho cái người ngồi trong xe sẽ có cảm giác là thoải mái hơn rất là nhiều. Hệ thống gạt mưa của chiếc xe Mercedes-Benz SL400 này cũng rất là đặc biệt. Đó là hệ thống gạt nước mưa Matrix Vision Control. Thì với hệ thống gạt nước mưa này thì sẽ có trên chiếc xe S-Class và S-Class Maybach. Có nghĩa là khi mà chúng ta xịt nước mưa thì sẽ không để lại cái điểm mù ở trên kính. Có nghĩa là nước nó sẽ không tóe lên làm cho cái người lái là thiếu cái quan sát. Đó, bởi vì là trên cái gạt nước mưa chúng ta sẽ thấy là có rất là nhiều những cái lỗ li ti ở trên cái mặt trên và mặt dưới của cái gạt nước mưa này. Khi chúng ta mà gạt mưa theo cái chiều lên đó, thì nước nó sẽ xịt ở trên cái mặt trên của cái gạt mưa này. Và khi mà cái gạt nước mưa chúng ta đi xuống đó, thì nước nó sẽ xịt theo chiều đi xuống. Cho nên là chúng ta sẽ không còn cái cảm giác giống như là thấy là cái nước chúng ta bắn lên trên cái kính nữa. Đó, như vậy thì nó sẽ rất an toàn cho cái người lái. Và đây là một cái hệ thống mà Mercedes-Benz phát minh dành cho những chiếc xe đặc biệt bên mình. Động cơ của chiếc xe Mercedes-Benz SL400 sử dụng chung động cơ với xe Mercedes-Benz Maybach S450. Đó là động cơ V6 3.0 lít, công suất lên đến 367 mã lực và mô men xoắn cực đại lên đến là 500 Newton trên mét tại 2.000 đến 4.200 vòng trên phút. Chỉ nhích nhẹ chân ga thôi thì các bạn đã thấy được chiếc xe đã đạt được mô men xoắn cực đại rồi. Vì vậy với động cơ V6 này thì khi đi trong thành phố thì chắc chắn cũng sẽ khá tiết kiệm nhiên liệu, bởi vì khi chúng ta chỉ cần mớm nhẹ chân ga thôi thì xe đã đủ sức mạnh rồi. Mercedes-Benz SL400 nặng chỉ 1.735kg nhưng được trang bị động cơ lên đến 367 mã lực nên chỉ mất là 4,9 giây để từ 0 đến 100km/h. Chắc chắn với con số ấn tượng thế này hứa hẹn mang đến một cảm giác vô cùng đặc biệt cho chủ nhân của chiếc xe Mercedes-Benz SL400 này. Và bây giờ Di xin được phép kết thúc video tại đây. Nếu các bạn có bất kỳ cái thắc mắc gì liên quan đến những dòng xe Mercedes thì các bạn có thể là comment cho mình ở bên dưới, mình sẽ trả lời cho các bạn. Hoặc các bạn muốn biết các chương trình khuyến mãi của những cái dòng xe của Mercedes-Benz thì các bạn có thể gọi trực tiếp cho mình qua số điện thoại là 0914653979. Và đừng quên bấm nút like, nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để nhận những clip mới nhất về tất cả những dòng xe của Mercedes-Benz. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.